chán. Hôm nay mình sẽ đi chụp kỳ yếu. À, bây giờ mình vừa mới đến trường, có vẻ vẫn còn khá sớm đấy. Chưa có ai mấy đâu, và mình sẽ mặc vest. Đây là khung cảnh ngày chủ nhật ở trường. Em ơi, đi chụp kỳ yếu vẫn phải làm toán này. Trời ơi, thôi nha, thôi ngay. Còn mình vẫn chưa đến hết mọi người ạ. Đây là 7 giờ 19 rồi, trong khi 7 giờ hẹn. Ôi, mấy bạn đã xong chưa? Xong. Đi thôi. Hello mọi người. Nắng đẹp quá. Mình xinh nhở. Thôi bọn mình sẽ đi chụp nha. Mình sẽ mang placard của Măng để chụp với cái nhóm của mình, The Team. Mình đã chụp được rất nhiều. First one. Chị chụp được nhiều chưa? Tao chưa chụp với mày. À chưa nhỉ? Ừ, chưa chụp với mày. Okay, bây giờ sẽ ra đây để chụp tập thể. Quá là lâu. Đau chân quá mọi người ơi. Quay vlog. Ôi trời ơi. Đâu là Harry? Đây là Hoa nè, hello. Thì mày quay mắt xanh của mày đi. Wow, ghê. Bây giờ mình sẽ đi vào trong lớp này để bây giờ bọn mình sẽ đi lấy đồ để di chuyển đến Hoàng Thành. Chưa, tao không biết cái tripod ở đâu. Chiều cao thực sự của cái video mà phút tour quanh Ngọc Lâm mọi người ạ. Đây là chiều cao thực sự của mọi người ạ. Ôi trời. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra cổng trường để lên xe. Vali check. Đi du lịch nào. Lên xe thôi. À. Đây là xe rồi nha. Đây bọn mình có bánh mì giò chả nha mọi người. Ăn bánh mì giò chả không ạ, bọn mình làm. Mua luôn bàn bánh mì. Đây mọi người ơi. Mình vừa mới tới Hoàng Thành Thăng Long. Có xong có đi chụp luôn không? Chụp luôn tiếp. Đi luôn mà. Đông dã man đi. À bọn mình đang đợi. Để được chụp đông đằng sau rất là đông luôn. Bọn mình thề. Lần đầu tiên mình đến Hoàng Thành Thăng Long. Mặc áo của nhân. Đây. Vào lấy áo nhanh. Thế chỉnh có tao được không mày? Cô Phượng đâu? Yes, we're graduating. Rất nhiều cỏ lau. Mình có nên cầm hoa không? Mưa rồi. À, hoa. Từ. Graduated. Mưa rồi. Bây giờ bọn mình mới được chỗ để chụp. Chỗ rất là đẹp. Bảy, tám,
của mình rồi mới xong cái ảnh ném mũ. Mọi người ơi, bây giờ là 12:38, còn mình chuẩn bị ra xe để đi chụp concept tiếp theo. Chị ấy quá mệt chụp ảnh rồi sao? Không mệt mỏi lắm, nhưng mà tao có ảnh đẹp để đăng. Ở chỗ này mà nắng đẹp nhỉ? Ok, nó chả nắng. Mình sẽ nói về hiện trạng của ngày chụp kỷ yếu ngày hôm nay của bọn mình nhá. Số đứa có một chiều cao hơi không được ok cho lắm, thế là bọn mình sẽ phải đi cái đôi quốc rất là cao. Hôm nay là mình đi đôi quốc 10 phân, 9 phân, 10 phân gì đấy. Thì cũng có một đứa đi thì xong rồi, bây giờ cho bọn mình dồn hết cả lên đấy mọi người. Let's go. Let's see you. Bang bang bang. Mai mình được bỏ cái đôi giày đôi giày ra. Chóng quá mọi người. Nhìn ai cũng giờ đi đến studio thứ 2. Rất là háo hức. Thật là háo hức. Thật đâu. Sao không nói dối người xem. Tạm biệt. Chúng ta đang về khu nào mà nhìn như đi về quê vậy? Đến studio rồi. Cô chào mọi người đi cô. Hello. Hèn xéo. Hình ngang, lấy đồ để thay. Quá nhiều đồ. Nóng quá. Mình thay đồ xong rồi. Sao ở office mà trông như đi làm. Ý của mình cho mọi người xem chụp concept, đây là concept out of office. Này, nhân viên bên dưới đi ra. Đây đây đây, chị kinh quá. Em chào sếp. Em là mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị nhá. Ok chị nhá. Nào, em xem outfit chị nào. Chồng có outfit không ạ? Chuẩn bị ra ngoài chụp. Concept này sẽ chụp outdoor. Mọi người đang chụp ảnh. Đang tự chụp ảnh trước. Cô mình đã được đi chụp rồi. Yes. Let's see the people. Nhanh quá. Anh đứng chụp đấy là chờ đấy thật ạ. Em chưa được chụp mọi người ơi. Concept với các China, các đề lệ mình đang đợi chụp hình để chụp về cái máy giặt. Công cuộc làm hậu cần của Hezi nha mọi người. Nó đứng tung giấy trên ánh dỡ cũng phải 30 phút rồi. Nó cười kìa. Tung chéo ấy. Mày tung vào đây đi. 2, 3. Anh à. Đến rồi. Mày ơi, sau khi là chụp ảnh sau cho tá tựa như này. Áp cái này nhá. Bây giờ mình sẽ đi chuyển concept thứ 3. Concept Friends, F-R-I-E-N-D-S. Theo trong hầu này nhìn khó nhìn quá. Bây giờ mình sẽ lên thay đồ. Bây giờ mình sẽ chụp. Yo, rockstar. Say hi. Thank you.
Chết rồi, Hezi phá hoại. Mọi người vẫn còn chụp nhưng mà mình sẽ đi xuống tầng để dọn đồ một chút đây. Sắp xong rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi về nha mọi người ơi. Mình đã vừa về tới Gia Thiều rồi. Thôi bố ơi, bây giờ sẽ đi ăn nha. Bây giờ mình đang ở quán phở, ăn phở và chuẩn bị đi về. Và đó là toàn bộ ngày chụp kỷ yếu của bọn mình. Nhớ like, video, subscribe nha. Hãy đợi ảnh trên Instagram của mình. Bye bye mọi người. Bye bye.